bài thêm. Và hôm nay mình xem bạn Ngọc Toản thế nào nhá. Hôm nay mình xem bạn Ngọc Toản như nào nhá. Ok. Ngọc Toản, I'm 7 years old. Yeah, how old is he? How old? 7. 7? Yes, đây có con Nguyễn Ngọc Toản. Ok. 7 years old. À, thế thì cô phải tìm bạn Toản ra bằng được này. Nguyễn Ngọc Toản lớp 1 đúng không? Nào, Ngọc Toản nào. Hello Ngọc Toản. Con đây ạ. À. Ôi dồi ôi, mãi mới nghe được tiếng con trai thôi. Nào, thế bây giờ Ngọc Toản nhá, hôm nay là cô trò mình trao đổi một chút này, trực tiếp một xí này, ok không? Rồi, thì bài Ngọc Toản là bài Ngọc Toản bảo là Ngọc Toản 7 tuổi nhưng mà Ngọc Toản lại bị sai mất cái gì rồi hôm trước vừa nhắc xong ấy nhở? My name is Ngọc Toản, I'm 7 years old. Ngọc Toản mất cái gì rồi? Ngọc Toản nói mất cái gì của cô rồi? Nào, con trai âm gió. Ui đúng rồi, con sai âm gió biết nha. Cô nhắc bao nhiêu lần trong bao nhiêu bài tập rồi nhỉ? Phải đến 3 lần rồi mà người ta nói thế nào nhỉ? Quá tam ba bận nhá. Không được sai đến lần tiếp theo đâu, nghe chưa? Ok, cô rất tin Ngọc Toản nhá. Yes. Nào tiếp tục nào. I'm talking about my homework with sisters. Yeah. Ngọc Toản rất nhớ cấu trúc this is cái gì backpack nhỉ, sister backpack đúng không, đúng sister backpack không? Yeah. Đúng rồi, bạn nhớ, bạn ấy nhớ cái cụm là sister. Đây là cái cặp của chị gái của bạn ấy. Bạn ấy đọc hẳn là đấy, xong thì bạn ấy backpack đúng không? Đấy. Đúng chưa? Đúng không? Đúng Ngọc Toản không? Bởi vì là cô chỉ cần nghe thôi. Nào sister backpack. Bạn đọc không bị chạch miếng nào nhưng lần nào cô cũng nhắc cho Ngọc Toản. Mà hôm nay phải gọi đích thân con trai cô lên xem nào. This is nha. Không được mất âm gió. Nha con nha, con nhớ chưa? Con nhớ chưa? Ok, cả lớp nha, và rất nhiều bạn, không phải mỗi bạn Ngọc Toản đâu. Bạn nào? Yeah, các bạn, ủi, các bạn sỏi lỗi sai thì nhanh lắm. Yeah, thank you Ngọc Toản đấy nha. Đây là một lỗi sai rất cơ bản mà bài nào cô cũng có. Tuy nhiên là bạn Ngọc Toản rất nhớ bài. Bạn ấy nhớ là thế này này, sở hữu cách đằng sau danh từ, đúng không? Đúng rồi, sở hữu cách đằng sau danh từ và bạn đi. Bạn ấy đã bắt đầu là có ngữ điệu rồi. Bạn ấy đọc là bắt đầu có ngữ điệu rồi. Không như cái bài đầu tiên nữa. Bài đầu tiên cũng phải chữa nhiều lắm. Mà bây giờ bạn ấy rất là khác rồi đúng không? Yeah. Ngọc Toản vỗ tay nào. High five. Yeah, high five. Nào giơ tay lên trên màn hình nào. High five. Yeah, bây giờ tiếp tục nha. Tiếp tục xem Ngọc Toản đã nói gì nào. This is mother's book. Oh yes. Yeah, bạn Ngọc Toản đúng không? This is. Cô xem bài Ngọc Ngà đi. Tại vì là cô lướt đến bài nào thì cô sẽ xem được á. Đó thì đây là chỉ chữa lỗi nha. Và tiếp tục nào. Tiếp tục nào, một bài. Đây là bài của Khang. Khang nộp sớm này. Khang thì đây, bạn Khang cũng là một trong những thanh niên mà hôm nay chắc chắn là cô phải gọi lên rồi. Khang đâu? Khang này có trong lớp không con? Đâu rồi nhỉ? Mute out. Khang. This is my school bag. Rồi mai, cái từ mai. Bạn ấy nói là gì cả lớp nhỉ? Cả lớp comment cho cô nào. This, đúng không? Bạn ấy nói là this is my school bag. Đúng không? Rồi, có nghĩa là đây là cái cặp sách của tớ. Chính xác, không chê vào đâu được. My, từ này có nghĩa là của tôi. Nhưng mà tiếp tục nhá. Tiếp tục là hôm xem nào. Is my dad nào, có thể
thể là do bạn ấy bị quay bị xa đúng không nhở? Cho nên là cô không nghe rõ. Tuy nhiên cô cũng phải chữa cái đoạn này cho bạn nhá. Cũng là chữa cho cả lớp đấy. Cũng là chữa cho cả lớp nhá. Ủa lớp mình 150 người, 51 người rồi. Bạn nào bị văng rung ra ngoài thì vào nhá. Không là cô mà đang dạy là cô cũng quên mất không cho vào lớp đâu. Nào, this nè. Is my, đúng không? My dad. Đây là của bố này. Bố của tôi đó rồi này. Xong thì sở hữu cách một cái, đúng không? Bạn này bị thiếu, bạn Khang nhà mình. Bạn Khang nhà mình đợt này tiến bộ lắm nhưng mà hôm nay lại rơi mất của cô mất. Cái sở hữu cách này cái quan trọng nhất đúng không? This is my dad's phone. Thế mới đúng nghe chưa? Đúng không? Đó thì bạn nào nhớ nha cho cô nha. Các bạn phải nhớ này, cái này rất quan trọng. Rất quan trọng và cô muốn là nêu lên trên này để lớp mình không bị nhầm lẫn nữa nha. Là từ mai, yes, từ mai, chính xác rồi. Nó đã có nghĩa là của tôi. My name, tên của tôi. My bottle, hộp nước của tôi. Yeah, my crayon, đây là cái bút sáp của cô rồi, của tôi rồi. Đó, còn khi mà mình dùng sở hữu cách là mình nói về của nhưng mà của một cái vật thể khác đúng không? Một người khác, một vật khác, một sự việc khác. Đó thì mình mới dùng cái sở hữu cách này. Còn khi nói về mình thì mình dùng từ my hoặc có thể của cô ấy thì sao nào? Của cô ấy hơn em, her đúng không? Anh ấy là, của anh ấy là his. Cái này thì mấy bài sau mình học thêm nhá. Còn hôm nay thì mình mới tập trung vào những cái sở hữu cách thôi, được chưa? Yes, okay. Do you understand? This is my school bag. Yes, gọi con đi cô Phạm Khánh Hà. Ôi, bây giờ cô mình sẽ chat nha. Các bạn cứ chat đi, bây giờ cô sẽ sau mỗi một lần. Cô gọi, what are you doing? Thùy Dương, yes, I'm teaching. Yeah, nào bây giờ mình sẽ out ra nha. Hôm nay mình đã có hai lỗi sai cơ bản. Một là mình phải nhớ âm gió sau từ this is, đúng không? Hai là khi nhắc đến sở hữu cách, mình sử dụng sử dụng là nó không phải là chỉ là của mình nhá, đúng không nhở? Mình sẽ không dùng sở hữu cách theo cái kiểu là my, đúng không? Nhiều bạn sẽ có như này này, các bạn nhìn lên trên màn hình đây, cô sẽ viết ra bảng trắng cho các con, đúng không nào? Có nhiều bạn sẽ nói như này này, this is my bag. Yeah, cái này là đúng hay sai? Hoàng Tú Phương, homework my teacher please, oh my god. Yeah, từ nãy cô lướt mọi người. Yeah, cái này là đúng hay sai? Là cả lớp comment cho cô nào, cái này là đúng hay sai? Sai ở đâu? Biết là sai nhưng sai ở đâu nào? No. Yes, I know that. Yeah, we all know that is so wrong. Now, my, yeah, chính xác. Em xin lỗi cô vào muộn. Ừ, nhớ nhá, nhớ vào sớm nhá. Có bạn nào mà hôm cô thấy là một số những cái bạn mà mọi lần đang học thì chưa được vào đâu, tại vì là cô đang bận dạy, các bạn vào lớp đi. My, rồi, chính xác đây, cô phân tích này. Phân tích cho các con của cô biết nha. Phân tích một chí thôi. Được chưa? Đúng rồi. Các con siêu lắm. Nào. This is my bag. Đúng không? Nó có nghĩa là đây là túi. Đúng không? Túi của tôi. Nào cô biết to nào. Của tớ đi. Rồi. Yeah. Túi của tớ. Chứ... đúng không? Cái từ my nó đã mang hàm nghĩa là của rồi, của tớ rồi, đúng không? Cái từ my nó đã nghĩa là của tớ rồi, của tớ, của tôi, của mình, đúng không? Chứ cái chữ phải s này nó không được như thế, ok? Cái phải s này thì nó sẽ như nào đây? Khi mà chỉ khi đúng không nào, một vật thể, một người khác, mình muốn chỉ đích danh là ông đi, ông đúng không, của ông, của mình, ông tôi đó, thì lúc đấy mình dùng sở hữu cách, đúng chứ? Đó,
lúc đấy mình mới dùng ý khách. Ok nha, nhớ nha, không bao giờ một lần nào nữa cô xem bài tập có chữ my school như thế này nhá. Cả lớp đồng ý không? Cả lớp đồng ý không? Ok đi nào, nhấn ok cô biết nào. Không bao giờ có từ my school này nha. My school, na na na. Ok. Ok nha, rồi, rồi, tốt lắm. Ok, tốt, great. Thì tất cả các bài cô đều chữa rất là chi tiết ở trên nhóm rồi. Các con nhá, nhớ làm bài tập. Thì hôm nay tại sao cô lại dành nhiều thời gian để chữa bài như vậy? Là tại vì cô muốn là các con rõ nhất về lỗi sai của mình, đúng không nhở? Và mình sẽ không bao giờ bị sai nữa. Dù là lớp học rất đông, nhưng mà cái gì cần phải chi tiết thì vẫn phải chi tiết thôi, đúng không nhở? Nào, bây giờ mình bắt đầu với lớp học của mình nha. Yes. Đó, cái bài tập của cô này chỉ rất rõ rồi. Bước 1, liệt kê các từ chỉ thành viên trong gia đình. Đúng không? Liệt kê các từ chỉ thành viên trong gia đình, trong bài học. Luyện nghe này, nhớ này, luyện nghe này. Đọc lại nhiều lần, đọc từ chậm cho đến nhanh dần. Không nuốt âm, không bỏ âm đuôi hay âm gió. Đúng không? Thứ hai là bắt đầu mình sẽ làm bài tập này. Đó, thì bạn này, cái này là các bạn nào cũng luyện tập được rồi. Và mình sẽ chữa bài một chút nha. Rồi, mình sẽ chữa bài một chút. Yes. Bạn nào tự tin hôm nay chữa được bài cho cô? Who volunteer please? Who volunteer please? Who? Who? Who volunteer for? Quang bảo me. Who volunteer? Who volunteer me please? Okay, text for me. I will let me know that you are volunteer for the class. Yes, mấy cô sẽ random nha. Cô sẽ chọn một bạn. Cô chọn một bạn giúp đỡ cô và các bạn chữa bài. Bạn nào ta? Hôm nay cô sẽ thấy một số các bạn rất là mới. Bạn mới. Nào các bạn raise hand nào. Bạn Gia Long nhá. Gia Long ok không? Thôi, mất đâu Gia Long mất rồi. Đỗ Minh An. Minh An ơi. Minh An, knock, Minh An. Can you hear me? Yes or no? Yes, okay. Do you finish all the homework I sent you? Con đã hoàn thành bài tập chưa, Minh An? Con gửi cho cô rồi. Ok, so nào mình sẽ chữa thử cho các bạn một câu nhá. Câu mẫu này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn này. Mom đúng không? Và cái này là nối với cái từ gì đây? Nào, let me see. The orange line. Let me to the book. Okay. Oh. Is mom's book. Okay. Now, next to question 2. Minh An now. The blue light lead me to bag. So, can you read out loud the sentence to finish it? To complete blanket. Now, again. Is that? Thế nào nữa? That. Thiếu cái gì nhỉ? Con nói to lên. Gia Long tịnh nữa cho lên bài. Cho lên làm bài tập. Ok không con? Nào, thiếu cái này đúng không? Đúng rồi, chính xác. Tại vì là con ngồi xa quá, cô không nghe được ấy. Is that bag? Thank you. Nào con ạ. Read out loud again for all the class. Yes, read out loud again for all the class. Ui, 21 chat á. Rosie Kite. Nào, các bạn comment bài tập của mình nào. Nhưng lên nào. Is that bag? Thank you, Minh An. Great girl. Thank you. Next,
to Gia Long. Gia Long nào. Hello Gia Long. Hello teacher. So, do you have a great evening? Yeah. Yeah, so we move to question 3. Are you ready? Okay. Follow the red light here, Rosie. We got a kite. So, can you fill in the blanket here? Can you? Yeah. Read out loud for me, please. Yeah, read out loud first. I will help you. Now, so, đây là diều của Rosie. Rosie. Nó là diều Rosie. Yeah, Rosie. Rosie. Rosie, yeah. Nào, thế nào? Rosie em. Yes. Đọc như nào? Đọc như nào? How you read? How read out loud this? Mình chỉ nghe nghe không biết sao. Viết. Giúp em. Linh. Wait, chị Linh. Chị Linh đâu? Nào, con mở lên nào. Yeah, rồi. Nào, bây giờ cô lại mở lại của Gia Long nào. Cô sẽ giúp Gia Long. Ok, cô sẽ giúp Gia Long. Gia Long yên tâm. Ok, nào, Gia Long mở lên nào. Okay. Okay. Roses. Đấy con chỉ cần thêm. Đấy, Gia Long rất phát âm. Không phải is, cái này không phải viết tắt của từ is đâu. Nó chỉ là s thôi. Nào con đọc. Con đọc to một tí nào. Gia Long đọc to lên một tí thôi. Đúng rồi. Roses. Rosie. Roses. Rosie. Nhớ nhá, tốt lắm Gia Long, tốt lắm. Đấy, thế chứ Lị, đẹp trai. Quá được. Nó nhắc một lần làm được luôn. Đó, thì có phải là cái từ roses đó, không phải viết tắt của chữ is đâu. Một ở đấy cô cũng phải nhắc các bạn là đây không phải viết tắt của chữ is đâu nhá. Đây là thôi. Yeah, nào cô xem bài tập nào. It's Rosie Sky. Đúng rồi. Nào tiếp tục. Ok, thank you. Nào bây giờ còn có 2 câu nữa thôi. Cô xin mời một bạn nữa để chữa cho cô nốt 2 câu nào. Chữa cho cô nốt 2 câu nào. Bạn nữa là bạn bạn nào mới mới. Bạn nào mới mới. Bạn là Khánh Hà. Khánh Hà. Con đây ạ. Yo, can you hear me clearly? Các bạn ở trong lớp có nghe rõ cô và Khánh Hà không? Comment cho cô biết nào. Yeah. Okay, Khánh Hà. So, finish me question 4 and question 5. Yeah. Mm. It is grandma's umbrella. Yes, it exactly. Grandpa's pants. Oh my god. Con đã luyện tập rất nhiều đúng không? Trời, hôm nay được quá nhở. 10 điểm. Now. Grand is grandma. Đấy bạn, không thiếu tí nào. Tiếp tục. Is gì nhỉ? Grandpa. Ơ, sao không nhấn được cái này? Grand pass. Yeah, exactly. Remember all this, right? Remember all this? You'll see. Grandma's, grandpa's, and dad's. Okay. Is Rosie's kite? Is mom's book? Is grandma's umbrella? Is grandpa's pen? Is dad's bag? Okay, bye. A little bit hard for you, but cố lên nhá. Nào các bạn nào, hít một hơi thật sâu, vươn vai nào, uống nước nào để hôm nay mình chuẩn bị lấy bài mới nào. Yeah, tốt lắm, tốt lắm.
từ đầu giờ con chưa được gọi ạ. Hải Băng. Hải Băng gì? Được rồi, tên hay lắm. Cô là Ngọc, tí nữa cô sẽ gọi Hải Băng. Cô sẽ gọi Hải Băng. Nào, bây giờ. Bây giờ nha, lớp mình nào. Look at the picture. Look at the photos and listen to the name. Listen to the name. Trong bài này, chúng mình sẽ nghe tên của ba bạn. Đó, và mình sẽ nghe xem là các bạn đến từ đâu nhá. Sẵn sàng chưa? Uống nước chưa? Không không là không nghe được đâu, tai nghe đâu, đắp vào nhanh lên, tai nghe đâu rồi. Where's your headphone? Yes, oh, yes. Ok, Tuấn Kiệt lớp 2C Cung Market. À, Tuấn Kiệt lớp 2C Cung Market đang ngồi học với em hả con? Gật đầu cái là cô xem nào. Ok, great. Nhớ nha, các bạn nào chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Nào là giấy bút ra, là giấy bút ra xem là các bạn đến từ đâu nhá. Page 21. Activity 16. Look and listen. 1. My name is Maria. I'm from Mexico. 2. Hello. I'm in June. I'm from South Korea. 3. Hi. My name is Celine. I'm from France. Mm-hmm. Once again. Một lần nữa nha. Nào, cái này tập trung hơn nào. Once again. Okay. Cô ơi, lâu lắm rồi cô chưa mời con một lần nào. Ôi, cô xin lỗi tại vì lớp mình đông lắm. Nhưng mà các bạn không sao, các bạn cứ comment đi, cô sẽ đọc được hết mà. Comment là cô còn nhớ tên hơn ý. Thật luôn. Các bạn comment nhá. Nào, nghe một lần nữa nào. Once again. Focus. Page 21. Activity 16. Look and listen. 1. My name is Maria. I'm from Mexico. 2. Hello. I'm in June. I'm from South Korea. 3. Hi. My name is Celine. I'm from France. Okay, finish. The first Maria. Cô thấy có đáp án của bạn Nguyễn gì đây? Nguyễn Ngọc Toàn. Yes, Nguyễn Ngọc Toàn có comment rằng bạn Maria from Mexico. And how about Min Jun? Min Jun, các bạn comment cho cô nào. Min Jun à? Min Jun? Where does Min Jun from? Ôi, Thiện Thành có cả ba đáp án luôn. Tuyệt vời quá. Thiện Thành quá chuẩn. Korea, chính xác. Korea. Now, Korea, not Korean, man. Korea. South. Và cụ thể là South Korea. Bởi vì đây là Hàn Quốc. Còn Triều Tiên thì sao nhỉ? Yeah. Triều Tiên là gì? Không biết thôi đúng không? Đó. Nào, tiếp tục nào. Celine đến từ đâu? Where does she from? Cô ơi, con không hiểu. Không hiểu what? France? Yeah, nào bây giờ mình sẽ viết lên đây nha. Mình sẽ viết lên đây. Trong bài có ghi bạn My name is Maria. I am from Mexico. Chính xác, bạn nào mà đã nghe được câu này thì rất là tốt. Các bạn đã có khả năng nghe khá là tốt rồi. Bởi vì là video này nghe khá là nhanh. Tiếp tục. Min Jun đến từ. Min từ đâu nhỉ? South Korea. Yes. Oh. And the last one, Celine. Các con ơi, tự nhiên cô quên mất là France viết như nào rồi. Các con giúp cô nhỉ? Cô viết như nào? Cô chưa rồi quên mất, tự nhiên quên. Nên comment cho cô xem nào. Tự nhiên quên mất. À, đúng rồi nhỉ.
Đúng rồi, cảm ơn nha, cảm ơn các con nha. Tự nhiên cô lại quên mất, chà. Thế phải toàn là các chiến sĩ nhí mới có thể giúp cô thôi để hoàn thành bài học, đúng không nhỉ? France, chính xác. Celine is from France. Minjun is from South Korea and Maria is from Mexico. Good job. Now, next. Next. Hôm nay thì bài nó cũng dễ hơn. Hôm nay mình sẽ chủ yếu đọc về phát âm này. Đó, và tên và địa điểm. Còn bài nó sẽ không khó như hôm trước đâu. Hôm trước là cũng hơi khó đấy. Mà bạn nào mà hôm trước mà chưa học ấy. Ô, bạn, các bạn nào cô lên một lượt xem comment nhá. Nào, comment nào xem là các siêu nhân của cô đã làm bài như nào nào. Và Hải Băng nào. Đây, tiếp tục. Đó. Đây mới đến phần phải gọi. Được chưa? Bây giờ mình nghe trước nhá. Đâu về cô gọi luôn Hải Băng lên làm trợ giảng cho cô nào. Không, Hải Băng lại dỗi cô mất. Đúng không? Hải Băng lại dỗi cô mất thì làm sao? Thì cô lại buồn lắm. Hello Hải Băng. Hello teacher. No, I feel your voice a little bit sad. So what's wrong? I'm happy. Yes, you're happy. Bây giờ được gọi là happy rồi đúng không? Rồi. Cô yes, bây giờ nhá. Bây giờ cô sẽ mở loa đúng không? Và con sẽ đọc theo loa để cho mà đọc rõ cho các bạn từng âm một nhá. Để hỗ trợ cô nhá, tại vì hôm nay cô bị đau họng ấy, cô đọc cũng khó lắm nhá. Cố gắng nhá. Page 22. Activity 19. Listen and point. Say. 1. Baby. Baby. Yes, exactly. Baby. Baby. Yes, con đọc to hơn nào. Cô Ngọc tự nhiên đau họng các con ạ. Baby, great. Next. 2. Book. Book. Oh my God, thank you. Next. 3. Pencil. Pencil. Repeat again. What is this? Pencil. Oh my God, my girl, you are so great. Next. 4. Parent. Parent. Repeat again, please. Parent. Parents again. Parents. Great job. Nào, bây giờ cô sẽ cùng phân tích cho cả Hải Băng và các bạn nha. B. Baby. B. Book. P. Pencil. P. Parents. Lại nào, again. B. Baby. B. Book. P. Pencil. P. Parents. Yeah. Bây giờ nào các bạn nào. B. Nào các bạn nào, để cái tay trước miệng cho cô nào. Các cả lớp đâu, để tay trước miệng cho cô nào. Nào, mình sẽ chuẩn bị thấy sự khác biệt. Đây là lý do tại sao mà các con của cô là hay bị khó phát âm từ brother đó. Đúng không? Để tay trước miệng là Gia Long nhỉ? Gia Long đâu? Gia Long là cứ là để tay là để tay xuống nhá. Để tay cái tẩy xuống, tay để trên miệng đâu. Hư là tự động là đập vào mặt đấy nhá. Hư tự nhiên tay nó vào mặt đấy. Nào, để đây nào. Các con phát âm chữ B cho cô nào. B. Các con cảm thấy thế nào? Ôi dồi, Ngọc Anh cho vào mặt ngay luôn. Nào, B. 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 Các con không thấy có không kiểu có cái gió quá mạnh vào tay đúng không? B đúng không? Các con chỉ thấy hơi của mình thôi, con nó cũng chả có cái gì tác động vào tay cả đúng chứ? Đúng rồi. Nó chả có cái gì cả. Nào, B, các bạn nào thử nào. Thử lại nào. Cô đang xem một loạt đấy, Khôi và Hiền. Nhật Anh. Khánh Hà đâu rồi, Cam đâu rồi, Nguyễn Ngọc Toản đâu, tay đâu, raise your hand, bây giờ bắt chạy vào quanh nhà bây giờ đấy. Đâu rồi, Minh Đức đâu, Minh Khuê đâu, Đức Tiến đấy, rất tốt, là B, 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 nó chỉ có hơi nhẹ thôi, nhưng bắt đầu cả lớp đọc P,
P. Đó, U có cảm thấy, con có cảm thấy cái gì không? Con cảm thấy cái gì nào? Con cảm thấy có gì khác biệt nào? Phải băng? Mình sẽ cảm thấy là khi mà mình phát âm P ấy, nó có hơi bật ra, người ta gọi đấy là âm bật hơi nhá. Cái này cô dạy rất kỹ rồi đó, mà các bạn nên, nếu mà bạn nào mà mới xem video lần đầu hay mới vào học video lần đầu, mới học với cô một lần đầu, thì nhớ là xem lại tất cả các buổi học hôm trước, nhất là cái bài về bảng chữ cái. Còn nay cô sẽ dạy dần dần từng bài phát âm nhá. B không hề bật hơi, nhưng P nó phả vào tay một lực khá là mạnh, đúng không? P đó thì là, đấy là âm bật hơi. Và tương tự cũng thế, đừng đọc là P, đừng đọc là be dần hay gì gì nhá. Hải Băng is great with control down this. Nó được chưa? Thì nó sẽ là P và B. Nào bây giờ tiếp tục cả lớp ơi, đã thấy được sự khác biệt chưa? Yes, yes, thank you. Cô không gọi con, ui lớp đông lắm con ạ. À. Học một một cô gọi cả ngày nhá. Học một một với cô, cô cho cãi nhau với cô tay đôi bằng tiếng Anh cả giờ luôn. Các bạn học với cô toàn thế, cãi nhau với cô cả giờ luôn ấy. Hai cô tranh luận một vấn đề thôi ấy, là cả giờ luôn. À, next. Đâu nhở? Cô chưa, cô không có cái chế độ tắt mic, cái con tắt mic của cô nhá. Hải Băng nhá. Con tắt mic của cô nào. Thank you, Hải Băng. Yes, now, so, listen to the radio and you will find for me B or P. B or P. Yes, yeah. Không, mình hãy, có những bạn là các bạn không biết, chưa biết từ mà, có bạn bạn chưa biết từ mà thì các bạn chỉ có nghe thôi, các bạn mới nghe thôi, được không? So, bắt đầu này, bắt đầu nghe một lượt cái là mình comment đáp án cho cô luôn nhá. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Yes. 3, 2, 1. Page 22. Activity 20. Listen. Write B or P. 1. Pen. 2. Box. 3. Ball. 4. Pan. Nào bây giờ có, đã có 41 comment, đã có 41 comment. Đã có 41 comment, ui nhiều quá. Các bạn comment một loạt đáp án mà, một loạt đáp án mà. Bạn Hải Băng này, đã được, tốt lắm con gái, tiếp tục. Các bạn nghe được một từ, thế không nghe được tất cả. Phải điền cả từ ra chứ, đây Ngô Ngọc Anh phải điền cả từ ra chứ. Nán về cô cho nghe lại một lần nữa nhá. Cô cho nghe lại một lần nữa nhá. Ok, Đức Tiến comment rồi này, Đức Tiến siêu quá, mới học buổi đầu ấy. Page 22. Activity 20. Listen. Write B or P. Tập trung. 1. Pen. 2. Box. 3. Ball. 4. Pan. Nào, bây giờ cô mong muốn là tất cả các bạn đều comment đáp án hết cho cô nào. Ồ, rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Cô đọc được hết rồi. Đây, Trần Cang, Hải Băng, Quỳnh Anh, Diệu Anh, Đỗ Bảo An. Đấy, là nhớ điền cả từ vào nào. Dễ cô ạ. Thiện Thành, Anh Thư. Rồi, tốt lắm. Nào, mình sẽ điền nào. Pen. Box. Ball. And pen. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ luyện đọc nhá. Luyện đọc đó, cô lại gọi một bạn lên bảng. Hình như là cứ đến bài phát âm là các bạn sợ đúng không? Các con có sợ phát âm không? Comment cho cô nào. Do you? Các con có sợ không? Các con có sợ phát âm không? Có đúng không? Cứ đến bài nào phát âm là cô thấy là lớp mình là đang từ 100,
năm mấy, sáu mấy là các bạn lại bay đâu mất. Lớp vẫn đông nhưng mà có đâu mấy bạn đi ra ngoài rồi, mấy bạn sợ quá. Nào, tiếp tục. Tập trung nha, đặc biệt cô sẽ gọi nào. Bạn nào nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bạn Phương đúng không? Bạn Phương, gọi một chút. Mình phải luyện chứ, không luyện sao được. Cái gì nhỉ? Hà Phương à? Bạn nào tự tin đọc được hết chỗ này? Raise your hand now. Comment me. Comment, comment. iPhone là bạn nào? iPhone là bạn nào đấy? Phúc Khánh, Lê Minh Hạnh, Mi, Gia Long, Mi Huy, Gia Long, Quang Bảo, Huy, Đức Tiến. Ôi, tò mò Đức Tiến thế nhở? Tò mò Đức Tiến thế nhở? Mình thử gọi Đức Tiến cái xem nào. Đức Tiến buổi đầu lớp 1A đấy. Đúng không? Đây rồi. Đức Tiến à? Where's Đức Tiến? Hello? Hello teacher. Yes. Yes. Can you read out? Can you speak out loud, please? Con nói một to hẳn xem nào. Yes. Yeah. Okay. So, can you read out loud the first sentence for me, please? For the old class. One. Eat a blue pants. Mm-hmm. Is again a blue pants. Yes. Is a blue pen. Is z it to z it. Z is ờ bởi vì phiên âm nó ra là chữ này mà đúng không? Is a blue pen. Is a blue pen. Chính xác. Mà bạn nào mà siêu hơn các bạn còn đọc nối âm cơ. Is a blue pen. Chu. Con chưa. À, thế bây giờ đọc được câu 2 không? Có. Ừ, đọc cẩn thận nào. Chu. Ừ. Pen. Ừ. Pen rồi is a baby one. Is my baby. Nào, thế bây giờ cô với cả con cùng các bạn kiểm tra xem về cách đọc của nó nhá. Page 22. Activity 21. And say. Underline B and P. 1. It's a blue pen. It's a blue pen. Đó, cái này thì bạn đọc đúng rồi, tiếp tục. 2. Pedro is my baby brother. Pedro is my baby brother. Cho con đọc lại câu này nào, mình nào. Pedro. Pedro. Pedro is my baby brother. Nào con để ý nào, nào con đọc lại cho cả lớp nghe nào. Pedro is my baby brother. Gần được rồi con trai. Pedro. Tên bạn này tên là Pedro. Pedro is yes. My baby brother. Exactly. That's what I want. Yeah. Con đừng đấy nhá, các bạn nhìn thấy bạn dùng bạn mới lớp 1 ấy, bạn luyện đọc nhiều đúng không? Đương nhiên là mình phải sai ban đầu nhưng mà được sửa thì sẽ được đúng không? Đây đúng rồi, bạn đọc đúng lắm. Pedro is my baby brother. Pedro is my baby brother. That easy, that's so easy. Yeah, thank you con nha. Cô đang không tiện tắt mic thì con tắt mic cho cô nhá, được không nhỉ? Không thì cô mở lên thì nó lại đen mất màn hình nhá. Con giúp cô nhá. Ok, thank you. Yes. Yes. The next people I want. I want the next people. Who can? Bây cô xem 29 cái comment vừa nãy nào. Mimi, Pedro. À, Pedro là tên của cái bạn nam ấy. À, tên của cái em trai của cái bạn nữ ấy. Bạn Pedro là tên riêng nha.
My, my nào? Hoàng Tú gì đây nhỉ? Hoàng Tú Phương. Ờ, thế để xem Hoàng Tú Phương của cô nào nào. Hoàng Tú Phương ngày hôm trước đã nộp bài chưa nhỉ? Kiểm tra luôn nhỉ? Hoàng Tú Phương. Ừ, bài thì cô sẽ đăng trên nhóm Zalo ấy. Bố mẹ thì phải xem chứ các con thì cũng không không biết để vào Zalo đúng không? Các con cũng không có nick Zalo đúng không? Thì bố mẹ cứ không vào là không biết rồi. Nào Hoàng Tú Phương mở mic cho cô nào. Hello. Ồ, Tú Phương không mở được mic à? Tú Phương sao thế? Comment cho cô xem nào. Hoàng Tú Phương à, có mở được không? Cô vừa bấm mà. Nhanh nhanh nào. Quickly, quickly, please. Hoàng Tú Phương bị lỗi à? Minh Minh, ồ, Minh là ai đấy? Who's Minh Minh? Minh Minh của lớp à? Ah, yes, oh my god. Cái tiếng lạch lót này là chỉ có tiếng của Phương thôi. Nào. So, are you happy? Yes, I'm happy. Yes. Yeah, are you confident to read out loud the sentence 3 and sentence 4? Mm. Yes. Yes or no? Confident. Yeah. Yeah, okay. The sentence 3, please. Mm. Ben. Ben and Patty. Mm-hmm. Big and backpack. Mm. Ben and Patty xong gì nữa nhỉ? Have big. Big. Yeah, yeah. Backpack. Nice. Okay, great girl. Now, Ben and Patty have big backpacks. Bởi vì là có tận hai bạn đúng không? Mà hai bạn thì là hai cái túi. Yeah. Ờ, thế là backpacks thì phải thêm S. Đó. Nó không phải là phải S mà nó là thêm S. Được số nhiều, cái này cô dạy sau nhá. Tiếp tục. Mình đọc trước cho quen. Yeah, tiếp tục, next. Baby, next for me please. My parents. Parents. Trọng âm nhất. Parents. Con đọc lại cho cô nào. Yes. Uh-huh. Parents. Exactly. Great. My parents are là những ai đây? Con đoán xem là cách đọc cái tên là như nào. And Anna. Đọc cái tên giờ mấy cái tên Anna thì đọc dễ hơn. Yes, exactly. So we will check the sounds nhé. Và check the sound xong thì con sẽ cố gắng đọc giống sounds nhá. Three. Yes. Ben and Pat have big backpacks. Nào con đọc lại nào. Read again. Cho cả lớp cùng nghe nào. Pen and Patty. Ô, con gái cô đâu rồi? Con đây cô. Ừ, con đọc lại câu 3 nào. Pen and Patty. Phương. Hi. I'm here. Yeah, yeah, but sorry, maybe your mic's a little bit got the trouble. Con nói đọc to câu 3 nào, cô không nghe được. Ben. Uh-huh. Teacher. Hello, can you hear me? Ben and I'm here. I'm here. Maybe. Yeah. Yes, I heard you. Cả lớp nghe được bạn không? Có mà, đúng không? Con nói tiếp đi. Ben and Patty have big backpacks. Yes, great. Bây giờ mình nghe tiếp câu 4 xem là cái tên Philippe đọc như nào nhá. Ben and Patty have big backpacks. Nghe cái tên đọc buồn cười quá.
4. My parents are Felipe and Anna. Felipe and Anna. Right? Anna. Chữ em bé đấy. Nào con đọc lại cho cô nào. Con gái cô đọc lại cho cô tí nào. Con vẫn không đọc được cái từ này nhỉ. Mình nghe lại tí nào. Four. My parents are Felipe and Anna. Four. My parents are Felipe and Anna. Felipe and Anna. Felipe and Anna. Đúng không? Okay. Lại nào. My parents are Felipe and Anna. Oh my god, why you got the voice so sweet? Con có cái giọng rất là hay nhá. Rất là hay nhá. Đấy. Thế ở nhà hay luyện đọc không? Chia sẻ với các bạn một chút nào. Thì con cũng luyện đọc thì về khả năng đọc có tốt hơn chứ. Viết thì con hay quên. thì mình ở tuổi này thì mình nghe nhiều, đọc nhiều, nói nhiều mà viết mấy đâu, đúng không? Yes. Nhưng mà vẫn phải biết chứ. Hát tiếng Anh nên là con cũng nghe được tiếng Anh mà. Ok, thế thì tốt lắm đấy, mình phải trau dồi nha. Thank you so much. Nhớ trả bài cho cô nha. Tối mai cô đọc bài tập á. Yes. Các bạn hoàn thành xong nhá. Thì cô sẽ đọc lại cho các bạn này. Các bạn nha. It's a blue pen. Pedro is my baby brother. Ben and Patty have big backpacks. My parents are Felipe and Anna. Đó thôi. Và cái bài này sẽ là một trong số các bài về nhà của các con để các bạn có thể đọc cho cô và gửi lại bài tập đó. Ok. Và cái bài hôm nay ấy, thì cô muốn kết thúc cái chủ đề gia đình ở đây là về việc chúng mình giúp đỡ bố mẹ, giúp đỡ anh chị và giúp đỡ mọi người. Đó, thì mình sẽ có một câu hỏi để hỏi xem là người khác cần mình giúp đỡ hay không. Mình sẽ hỏi, can I help you? Yes. Nào các bạn luyện tập cho cô nào. Can I help you? Em tớ con có thể giúp không ạ? Can I help you? Ở nhà có hay giúp bố mẹ không? Comment cho cô nào. Vì mọi người đúng rồi, vì nhiều người trong Zoom nên mọi người hay bị out ra. Đúng rồi. Yes. Các bạn bị out ra nhiều, các bạn nhắn tin cho cô mà. Yes, có ạ. Nào, ở nhà có giúp bố mẹ không? Đấy, các bạn thì cứ bảo có mà để cô lập cái cái tra khảo ở trên Zalo xem là ở nhà có giúp bố mẹ không nhá. Ok, nhớ nào. Can I help you? Hôm nay em đi ra ngoài giúp mẹ lau nhà hay quét nhà đúng không? Muốn giúp. Can I help you? Mà thực ra là nói từ giúp ở đây thôi. Chứ còn thường thường những cái việc mà để như là mình quét nhà hay là mình dọn dẹp ý. Cái này không còn gọi là giúp nữa. Cái này là công việc rồi. Cái này là công việc của mình rồi. Mình sẽ chia sẻ công việc với bố mẹ đúng không? Mình làm để có thể là gia đình mình, là nhà mình sạch hơn đúng không? Đó, chứ không còn là giúp nữa đâu nhá. Cái này chỉ là một câu chung chung thôi, chứ không hẳn là mình là đấy là việc của mẹ xong mình đi giúp nữa, không phải nhá. Đấy là cũng là việc của mình, chẳng qua là mình còn bé là mẹ làm cho thôi, chứ sau là mình lớn lớn mà mình biết làm rồi thì các con phải làm nhá. Thì nếu mà một người mà đã được giúp đỡ thì mình sẽ ghi là yes, thank you, nhớ nha. Ai giúp mình xong mình cũng phải biết ơn, cảm ơn, đúng chứ? Đừng quên ơn. Ok, yeah. Hoặc là nếu mà có con mà muốn nhờ ai đó giúp, ví dụ như cao quá không tới được cốc nước thì con sẽ nói là please help me, please help me, giúp con với, đúng không? Như trong trường hợp này là
mẹ bảo là đi lau bát cho mẹ. Đấy. Giúp mẹ lau bát. Please help me. Thì bạn trai bạn nói là okay, I can help you. Đó. Thì bạn trai sẽ trả lời là vâng, con có thể giúp đỡ. Nào một bạn cuối cùng nào để có thể là kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Một bạn cuối cùng nào, các bạn sẽ đọc đoạn hội thoại này với cô được không? Ok. Bạn nào? Ok. Mỹ, Viên Như ở Viên Như là ai nhỉ? Cô có đọc đúng tên của con không nhỉ? Thì bây giờ cô phải gọi bạn ấy lên đã. Triệu hồi Viên Như. Con đây cô. Ok, can you hear me? Yes, I can. So, I don't know your exactly about your name. So, what's your name? What is your name? Hello? Tên của con là gì? Ai giờ tắt mic à? Đừng tắt mic nha. Hello? Hello, teacher. My name is Viên Như. Viên Như hả? Vâng ạ. Yes, okay. Viên Như, yeah. Can I help you? Yes, I can. Yes, hoặc là yes, thank you. And please help me. Okay, I can help you. So, Viên Như, nhân tiện đây cô hỏi con một số các câu hỏi tiếng Anh xem là khả năng tiếng Anh của Viên Như nào nhá. So, the previous class we study about school stuff, school object. Yeah, chúng mình học về đồ dùng học tập á. Thì không, thì những buổi trước thì con đã học chưa? Con đã vào lớp học chưa? Con chưa ạ. À, thế con học bắt đầu từ buổi mấy? Không, con học bắt đầu từ buổi hôm nay ạ. Oh, the first. Vậy con đã có cái link để có thể biết là mình xem những bài buổi trước như nào chưa? Đã có, con đã chưa. Đã... Oh, thế thì ở trong nhóm Zalo nhá. Nếu mà bạn nào mà mới học ấy thì các bạn có thể là tìm nick của cô là Trần Bảo Ngọc và các bạn, cái bạn này, hoặc là tìm nick của các thầy là thầy Dâu Củ này, thầy Mạnh Quân, đó, thầy Vương, thì là nhắn tin cho các thầy để các thầy gửi cho các con những cái bài, những cái video trước nhá, được không nhở? Ok? Và cô ơi, cả... con có điện thoại riêng cô. Con cũng có Zalo hay là có kết bạn với con nhé cô? Ừ thì con có Zalo riêng nhưng mà cô lại không biết số của con ấy, mà bây giờ tự nhiên ao dung ra cô lại mất số của con thì sao, đúng không? Thì con bảo mẹ nhá là cho con kết bạn với cô Ngọc. Được chưa? Cô sẽ mở chế độ là kết bạn có danh thiếp. Thì mình sẽ kết bạn với cô nhá, hoặc là kết bạn với các thầy nhá, để các thầy gửi các bài trước cho các con nhá, và các bạn cũng thế nhá. Tại vì cô biết là nhiều bạn mới chưa có xem những buổi trước. Đó, thì bài tập của chúng mình cô sẽ tiếp tục để ở trong nhóm Zalo của phụ huynh là hội phụ huynh 1, 2 và 3. Thì cô sẽ cho các con xem đây. Bởi vì là nhiều bạn không biết thật. Nhiều bạn không biết thật đúng không? One, đúng không? Rồi đây, nhóm. Nhóm này, cái này mình sẽ hướng dẫn một chút nha. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nhóm hội phụ huynh tiểu học 1. 2, 3, đúng không? Đây, các thầy nhắn tin báo cáo báo buổi học này. Đó, và cô cũng hay gửi bài tập lên trên này. Và cô chỉ gửi bài tập lên trên này thôi nha. Các bạn theo dõi nha. Không lại bảo là chả biết là học, không chả biết cô ra bài tập ở đâu. Yeah, đâu rồi? Đây này, cô Thư, lớp cô Thư cũng gửi bài tập này. Lớp cô Ngọc này. Tổng hợp buổi học này. Link bài học này. Nộp bài trên nhóm Facebook này. Hẹn gặp buổi này. Có bài tập này nha. 1, 2, 3 nha. Ok. Yes. Thế cả lớp rõ chưa? Cả lớp rõ chưa? Cả lớp rõ chưa? Ghi vâng hoặc là có cho cô nào. Cô cho phụ huynh xin số Zalo với trang Facebook của anh nhé. Số Zalo ấy ạ. Cô mở Zalo.
Tại vì đông quá bây giờ cô cũng đang ấy thì bây giờ thì xem nào. Yes, biết rồi, cô là 0772047762 thì phải, cô cũng không nhớ số Zalo đâu, nhưng mà đây là số Zalo của cô ở Trần Bảo Ngọc. Yeah, các bạn có trong chat thì các bạn sẽ biết đúng không? Nhớ nha. Bạn nào đây?